ngày 1 tháng 6 năm 2022, Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu đã có cuộc họp lần thứ 5 để đánh giá tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Chủ trì cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bàn báo cáo công tác chuẩn bị tuyên truyền, hoạt động trưng bày cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, việc tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, các hoạt động hưởng ứng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam lưu ý các tiểu ban chuẩn bị kỹ những nội dung dự trù kinh phí hạn chót đến ngày 5 tháng 6 năm 2022 để Sở Tài chính tổng hợp cân đối, phối hợp cung cấp kịch bản cho Đài truyền hình Việt Nam, thư mời đại biểu, thành lập một cổng thông tin điện tử để thông tin liên quan đến kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, công tác kết nối tour tuyến, du lịch và các nội dung theo kế hoạch. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều nên các phần việc phải hết sức tập trung. Ban chỉ đạo dành thời gian giám sát, kiểm tra, đôn đốc các công việc, bám sát theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, kiện toàn, bổ sung một số thành phần ban tổ chức cho phù hợp, rà soát và chốt danh sách đại biểu, tăng cường công tác phối hợp giữa các tiểu ban, thực hiện việc lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện đúng theo quy định. Đây là cơ hội lớn để tỉnh kết nối với lãnh đạo, du khách, các nhà khoa học, các nhà kinh tế, tăng cường mối quan hệ, hợp tác, đầu tư, phát triển tỉnh nhà trên các mặt trong thời gian tới. Cần có sự tổng lực, nghiêm túc để thực hiện tốt các hoạt động đã đề ra.